Thôi bây giờ vậy, nói về làm thơ nó hơi khó nha. Bây giờ mình nói một câu thả thính thôi, cho nó dễ. Dạ, yeah. Em biết thả thính rồi, cho em thả trước đi. Thả ai ạ? Em thả anh Thịnh. Thả anh Thịnh. Thả anh Thịnh. Thả anh Toàn, anh Toàn. Anh Thịnh bị bắt hồi nào mà thả anh Thịnh. Thả anh Thịnh đi. Okay. Anh dễ dụ lắm á nha, em thả là dính lên đó. Đi lên đi, được anh Thịnh rồi anh Thịnh. Đây là hình gì? Hỗ trợ đi ạ. Sai rồi. Ba hình trái tim. Dành trai. Wow. Anh thả lại đúng không? Okay. Đúng rồi. Chúa đã tạo ra mọi thứ đẹp đẽ dành cho tất cả, nhưng Chúa chỉ tạo ra một mình em dành cho riêng anh. Em dành cho riêng anh. Hay quá đó, đạo diễn mà. Ai tiếp theo ạ? Bukowski. Đó là. Dù ít bà ô em thích cái nào? Hay quá, hay quá. Dạ, em thích. Còn anh thích em đó. Ai đó. Khổ kiếp thật. Ơ SC, cái gì kìa? Cái gì vậy? Đó, xa đó. Là cái gì? Ở xa đó. Xa đó. Là cái gì vậy? Hello spa. Lê Dương, Vũ Lâm ạ. Chết rồi, Như ơi, cứu em Như. Không biết thả thính hả? Như. Thôi hai người cặp đi. Hai người cặp hợp lý ạ. Như ơi. Trời mưa rồi kìa. Bây giờ sao? Mà ở đây không có chỗ trú mưa. Vậy thì vòm nhà không có. Cứ vòm họng anh đi. Sao chị vậy? Sao vậy? Sao? Cái thính này đã người ta chết là đúng rồi. Bị sợ. Cái thính gì mà đột quỵ quá vậy? Em thấy dễ thương mà, hay có sao em thả sự. Vậy thôi. Thật sự khả mèo ạ. Nó hay về cái vần thôi, nhưng mà mình tưởng tượng ra thế kia. Em quá sợ luôn á. Mình khoan, xin hỏi phong cách thành phố Hồ Chí Minh là phong cách ở dưới Hậu Giang ạ? À? Dạ, ở dưới Hậu quê ạ. À. Mời phong cách ở dưới quê ạ. À. Anh nè. Anh Lâm biết không, em thích về quê á. Ở quê á, có mái nhà tranh, có một đàn gà. Đôi khi em muốn làm gà, xem là anh thịt hay là anh nuôi. Khủng khiếp thiệt. Bây giờ là crush với lại Missy ạ. Trên mạng. Để coi mấy anh chị trên mạng đọc nhiều có bằng mấy anh chị ở dưới Hậu Giang không? Ai trước? Gượng gạo quá. Chưa ai trước đi. Ok bạn. Anh à. Ủa sao anh coi? Bắt tôi. Đừng có tạo áp lực cho em đó tụi. Người ta chưa bắt anh ra pháp trường hả? Tại sao? Bởi vì sắc đẹp của anh là một tội ác. Con bé này mới ác nè. Con này hai nghĩa. Mọi người ơi, hãy nhớ lại cái vòm họng vừa rồi. Em tên gì? Em tên Mithy. Mithy là streamer, còn Miss You là nhớ em đó. Miss You là nhớ em đó. Hoàng Phi. Dạ. Thả thính với anh Trường Giang. Đúng vậy. Sao tới chịu tôi sợ vậy? Hay là chị, anh muốn thả thính với ai ở nhà okay, không? Ok, tôi thả thính với anh Giang. Nhưng mà em đọc thơ anh ơi. Thơ à? Em muốn đọc thơ. Hay quá anh ơi, thơ đi. Anh Giang. Quá. Anh Giang nhún nhảy bên đường. Lo nhìn anh quá, đụng tường té xe. Đỡ. Nhưng mà sao anh Giang bị nhún nhảy bên đường? Anh Giang rất khó đọc thơ luôn á mọi người. Thế đàn ông nó kỳ lắm. Nhưng mà tại sao anh Giang nhún nhảy bên đường? Sao anh Giang? Anh làm gì bên đường? Anh thử ơi, anh được. Anh làm nghề gì? Bị điên hay gì? Nhưng mà anh nhún nhảy bên đường coi. Anh nổi. Đang. Ghê quá. Không, nếu mà anh nhún như đó là té xe thiệt nha. Rồi, bây giờ thưa quý vị khán giả tại trường quay, bây giờ mình bắt đầu mình bình chọn. Bình chọn. Ai thả thính dở nhất ạ? Mít Thi. Lên pháp trường em. Em thấy em vui lắm mà. Không em. Ra pháp trường rồi nè. Thôi bé nó cháu người mới mà. Chị cũng cá này. Bây giờ nè, ai cặp nào ta thính vui nhất à? Anh Lâm. Mình chọn đi.
thưởng dành cho Lê Dương Vũ Lâm với Khả Như là có cơ hội đãi một người uống trà sữa tối đêm nay. Quá hay đi. Trời ơi. Khởi đầu rất nhiều niềm vui và thưa với quý vị là từ đây tới cuối chương trình còn nhiều niềm vui nữa. Xin mời quý vị chờ đón.